Dạ, em mời cô chú anh chị cùng theo chân em đi vào phía bên trong phần mộ của chú nghệ sĩ Vũ Linh. Thì em sẽ thắp đại diện cô chú anh chị và chú Vũ Linh một nén hương. Đây. À, nén hương trên tay em đây là em sẽ thắp đại diện lưu ý cô chú anh chị một nén hương thắp ở phần mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh. Trong này mở nhạc quá cô chú ơi, nên là em cũng không có thấy lâu được. Đây phần mộ của chú đây. Giờ em cũng quay trong phần mộ của chú nghệ sĩ Vũ Linh rồi hả cô chú. Em cũng thắp nén hương đại diện cô chú. Giờ là khán giả vẫn còn đang đến nha cô chú. Thì mấy ngày hôm nay em có xem những cái tài liệu di tích lịch sử và những bộ phim được mấy anh em bên quân sự có chia sẻ ở trong cái khu mà hầm mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh, là sẽ có một những cái hố bom mà ngày xưa thời kháng chiến để lại đó cô chú, với cái đường hầm mà ngày xưa để là đi ở dưới đường hầm giống như địa đạo Củ Chi đó cô chú. Cái đường hầm để ngày xưa là ông bà cô chú anh chị mà cái thời kháng chiến đó mà cho đánh chống giặc đó là có đào đường hầm, đào bằng thủ công luôn nha cô chú. Ở gần cái đền thờ của vua Hùng Vương, đó là di tích lịch sử, có những bộ phim tài liệu đó em xem lại gần đây. Thì bây giờ để là đi qua bên phần đường hầm ở trong Hoa Viên Bình Dương, cái đường hầm đó là trong kháng chiến di tích lịch sử vẫn có, được nằm trong di tích lịch sử và gần cái đền thờ Hùng Vương. Qua đó để em khám phá đường hầm đó có những gì, em mời cô chú anh chị cùng theo chân em. Dạ em mời cô chú ạ. Dạ trước mặt em đây là chỗ cái tay em chỉ nè cô chú anh chị. Đây là cái biểu tượng, cái tảng khối bê tông mà đúc cái biểu tượng là cái tượng hình vua Hùng Vương. Thì cái tượng này chiều cao ước tính có lẽ là chắc phải là 20 mét đó cô chú. Thì trong cái biểu tượng đó là có cái nhà lầu 3 tấm nha cô chú và một sân thượng. Cái nhà lầu 3 tấm thì rất là rộng nha cô chú. Đó, ở ngoài là thiết kế theo cái kiểu là người ta đắp những cái tảng đá bê tông, nhìn như là những cái cây cảnh hay là nó bám lên trên một cái vách tường, nhưng mà thật sự đó là tảng bê tông mà có cái biểu tượng hình vua Hùng Vương. Trước cái đền thờ vua Hùng Vương là có hai con sư tử nè cô chú, là đi cái chỗ hai sư tử đi thẳng vào là đền thờ Hùng Vương đây cô chú. Thì đền thờ Hùng Vương, cái video chiều hôm qua là em có quay từ ở từng hầm ở đền thờ Hùng Vương và lên đến lầu 3 chiều hôm qua rồi. Thì đây cái đền thờ Hùng Vương này nằm gần ngôi mộ của chú nghệ sĩ Vũ Linh luôn cô chú anh chị. Gần cái ngôi đền thờ Hùng Vương thì sẽ có một cái di tích lịch sử thờ kháng chiến, là những cái hố bom, những cái đường hầm đó cô chú anh chị. Thì bây giờ là để xem những cái hố bom, cái đường hầm đó như thế nào, em mời cô chú anh chị cùng theo chân em. Cũng nằm cầm gần ở bên đền thờ Hùng Vương luôn nha cô chú anh chị. Giờ thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng theo chân em đi về bên cái hướng cũng kế bên thôi, em đi bộ thôi. Qua đây là sẽ có một cái những cái hố bom, những cái bom đạn mà cái thời chiến tranh rồi để lại đó cô chú. Rồi có những cái đường hầm, tại vì ngày xưa là khi mà chiến tranh á thì được, đây là di tích lịch sử, có trong di tích lịch sử nha cô chú. Thì những năm tháng mà gần đây thì cũng có bên quân sự cũng có đến đây để đóng phim nè. Em xem mấy bộ phim tài liệu em mới biết được là trong này có cái đường hầm gần cái đền thờ Hùng Vương trong hai viên nghĩa trang Bình Dương, có cái đường hầm và có những cái hố bơm. Thì em mời cô chú anh chị cùng theo chân em đó cô chú. Bên đó có cái nhà bên đó cái nhà cổ bên đó, là xung quanh cái nhà đó là sẽ có một cái đường hầm và có một cái giếng nước ngày xưa mà để cho cô chú anh chị cái thời kháng chiến để sử dụng nước đó cô chú. Thì giờ em mời cô chú anh chị cùng theo chân em. Này, giờ em vô tới em sẽ bắt đầu em lại cái giếng nước, rồi em sẽ mời cô chú anh chị cùng theo chân em đi từ cái vị trí là miệng đường hầm cho đến là qua cái thông hầm nha cô chú. Thì em đi vào tới trong cái di tích đường hầm và những cái hố bom thời chiến tranh, cũng từ thời điểm mà chưa có em đúng cô chú anh chị.
Thì những cái tài liệu này là em xem lại phóng sự và những cái di tích đấy cô chú, cũng được là những bộ phim tài liệu để lại, rồi di tích lịch sử cũng được là quý ông bà cô chú ở trong hoa viên chia sẻ. Thì bây giờ để mình khám phá xem, tìm hiểu về cái đường hầm ở trong khu hoa viên thời kháng chiến để lại như thế nào. Thì những cái vị trí đường hầm thì bây giờ được bên hoa viên á, phía dưới là đường hầm, ở trên này là có một cái làm một cái đường bê tông nhỏ nhỏ để mình dẫn đường đi theo vị trí đường hầm. Thì giờ em mời cô chú anh chị cùng theo chân em. Thì đi đến đây thì nó sẽ, cái đường hầm nó sẽ chẻ qua bên hướng bên tay tay phải em. Đây cô chú, em quẹo qua bên tay phải. Thì quẹo qua bên tay phải đi đến thì sẽ có một cái giếng nước. Và cái giếng nước này em cũng thưa cô chú anh chị là đây là em chia sẻ là những cái tài liệu mà để lại nha cô chú. Cái giếng nước này ngày xưa là thời chiến tranh, thì quý ông bà cô chú anh chị là thời kháng chiến đó, là ngày xưa thì đâu có máy móc gì đâu mà để mà bơm nước cô chú, nên là sử dụng bằng thủ công, là đào giếng bằng tay. Rồi cái sau này á là trên miệng giếng thì ở bên hoa viên sợ là đất cát nó rớt xuống mới cải tạo là xây lên phía trên một viên gạch, đúng không anh? Chỉ có cái này có viên thôi ha, viên gạch đứng thôi. Gạch này thì đó. Xưa nè. Dạ thì sợ là ai đi rơi xuống đây cũng có làm một cái nắp đậy lại. Thì em xin phép bên hoa viên để em mở cái nắp này ra, em sẽ quay xuống. Nhưng mà hồi nãy em nay mình thấy cái chiều sâu này xuống làm như em thấy chắc phải vài chục đến cả trăm chiều sâu ha. Có cả trăm mét. Giờ em mở xuống thử ha. Đó. Nhưng mà sâu quá không, nhìn không thấy gì luôn. Nhìn chưa thấy nước luôn anh ơi. Khô rồi. Không, không phải. Ồ, mình nói chuyện nghe lòng tiếng không? Tại do xa quá mình nhìn không thấy tới nước. Ha. Bây giờ mình muốn biết cái này cái chiều sâu như thế nào, như theo anh ước tính đi. Cái cuồng dây này mà, cái cuồng dây này anh ước tính đi là anh nghĩ bao nhiêu mét? Hôm nay chắc khoảng vài chục mét thôi, không tới trăm đâu. Thì em nghĩ là không tới 100 mét, nhưng mà trên 50 mét à. Ha, chắc trên 50. Thì bây giờ anh em mình gì đi. Bây giờ anh cầm cái này giùm em đi. Bây giờ em đu con dây này đi xuống dưới bảy, rồi anh thả xuống tới. Bảy bảy. Cái này là, cái này là cái ngày xưa mà để ấy nước, đi từ từ để em quay lại cô chú xem nè. Gào này đúng gào ngày xưa luôn. Cái gào này là gào để là quay nè cô chú. Có nghĩa là khi là cái tay quay này ngày xưa bằng gỗ, bây giờ là mới chế lại cái gỗ mục rồi. Bắt đầu quay nè. Nó quay. Anh bây giờ anh thả xuống giùm em đi. Em quay cái này xuống là em biết là cái chiều sâu như thế nào. Đừng có cho chạm nó kêu. Để tránh giữa đừng cho nó kêu, nó kêu. Đó. Anh canh sao đừng cho chạm cho nó kêu đùng đùng đùng, ta nghĩ. Ồ. Đó. Chú thanh chị em quay nha. Đó. Đó. Bây giờ nè. Đó, bây giờ em thả xuống nè nha. Anh nghĩ như sao, bây giờ xuống đây nó xíu oxy chết ngắt á. Mình thả cái này đi cho chắc cứu anh ơi. Thôi giờ em đu xuống dưới luôn đi. Thôi chết. Chết. Đu xuống dưới rồi anh bỏ về luôn. Chưa thấy gì đâu. Từ từ từ. Rồi chưa thấy gì luôn. Rồi xây nãy giờ mà chưa thấy gì luôn anh ơi. Chưa thấy gì luôn. Đây máy em cầm cho. Trời ơi. Quay nãy giờ mà chưa thấy gì luôn cô chú ơi. Cái giếng này em nghĩ ngày xưa chắc nếu mà đào chắc lâu dữ lắm anh ơi. Trời ơi. Cái này chắc là chế tác lại quá. Cái có chỉ cái tay mà anh đang quay nè, hồi xưa nó bằng gỗ, còn nó mục nó gãy rồi. Nên là thế cái khai sắt vô. Thì là lâu quá mà. Đó cô chú, bây giờ quay xuống hết cuồng dây, cuồng dây này gần 100 mét. Mà quay xuống hết cuồng dây luôn rồi nè. Cuồng dây này thấp chứ không phải trên 50 mét. Mà chưa chạm được đáy giếng nữa cô chú ơi. Dài quá. Chứ cho hết sợi dây luôn thử coi. Ôi ôi. Nè cô chú anh chị nhìn nha. Cái cuồng dây này nè. Cái cuồng dây này là em ước tính là nó phải thấp nhất phải 50 mét. Mà giờ là ông anh ổng quay. Ông quay xuống là muốn hết cuồng dây luôn rồi. Mà để em coi có múc miếng nước nào không. Nếu mà chạm nước mới múc được nước, không chạm nước đâu múc được. Đó. Gán đi anh, chắc còn chừng 20 mét đó là hết dây. Gán đi. Quấn lại vậy chứ nhiều dây dài luôn á. Cái cục này to mà, cái cục này không dài, gần hai cái cây này dài mấy mấy mà.
Rồi bây giờ quay nhìn mắt tiêu cái thùng luôn rồi. Thấy không? Không hết thấy thùng rồi. Sâu quá hết thấy thùng rồi cô chú ơi. Cái xuống hết dây thôi anh. Mình đứng gần cái miệng giếng mình nói chuyện nghe nó lòng tiếng á. Gần hết rồi nè. Bây giờ một người đu xuống dưới không? Thôi. Đu xuống dưới là ngủm cù tèo. Hồi trước á, những cái bộ phim tài liệu mấy anh bộ đội anh xuống dưới là do người ta có oxy anh ơi. Rồi đó hết rồi. Hết rồi hả? Trời ơi, cô chú ơi. Ủa giếng nó mất tiêu rồi. Nè anh cầm giùm em cái. Gạo nó mất tiêu rồi. Chưa, có nghĩa là cái sợi dây này chưa đủ cái độ sâu. Nó còn sâu hơn nữa. Cái chiều sâu. Thấy gạo luôn. Đâu thấy được nè cô chú. Cô chú anh chị thấy không? Cái đồ múc nước hồi nãy nè. Em thả xuống đây nè. Nó mất tiêu gạo luôn hả? Đó, mà giờ nhìn không thấy luôn. Cái giếng này chiều sâu. Đây em quay là sợi dây nè. Đó. Nãy ông anh lòng ổng quay ổng xả ra hết rồi nè. Ở trên miệng giếng đây ha cô chú. Đó. Thì thôi bây giờ có hơn 100 mét. Thì bây giờ em sẽ đặt cái máy. Em đặt cái máy đây em quay trở lên. Rồi đây anh cầm cho. Đây anh cầm đi em quay lên lại. Hồi nãy anh thả xuống giờ mày quay lên ha. Dạ dạ. Rồi. Rồi canh mọi người. Canh em nó quay lên nè. Hồi nãy mình thả xuống quá trời giờ tới ngày em nó quay lên. Nói chung là có cái cây này là nó dễ hơn. Thả xuống không thấy gào luôn rồi. Nó còn sâu nữa nhưng mà cọng dây này có số lượng. Xưa ông bà cô chú thời chiến tranh sử dụng tất cả là thủ công. Ôi da. Đó. Hồi nãy giờ nói chung là mình phải là tạm dừng một đoạn video, mình quay lên đoạn rồi mình mới quay tiếp á. Chứ nếu mà chịu mà quay dây này phải nửa tiếng chưa hết dây. Nha cô chú. Thôi bây giờ là em cũng quay cái lên rồi. Em mời để em đậy nắp lại. Anh kéo nắp lại giùm em. Em mời cô chú anh chị đi qua bên cái chợ được cái đường hầm. Cái đường hầm mà ngày xưa để là chờ thời chiến tranh đó, là khi mà bom đạn nổ là trốn xuống hầm đó cô chú. Thì trước khi đi qua đường hầm thì sẽ có cái hố bơm nha cô chú anh chị. Cái hố bơm nè, ngày xưa bơm mìn đó cô chú. Bơm mìn là em xem những cái tài liệu đó, rồi em có cái sơ đồ nên là em đi vào. Nè. Hố bơm thứ ba nha cả nhà. Cái hố bơm này. Cái hố bơm này nếu mà mình tính từ cái mặt đất là nó phải sâu mấy mét đó anh. Do mình đứng gần mình thấy vậy đó. 2-3 mét. Đó, chứ thấy mấy mét đó. Sâu lắm. Do mình đứng ở trên mặt đất mà. Nè mọi người. Mấy mét. Bây giờ anh em mình đi qua bên chỗ cái đường hầm đi anh. Đây cái miệng. Để mấy mét mà. Thì bây giờ anh em mình đi qua bên đây. Thì những cái lu này nè cô chú là bên cái như cái này gọi cái lu phải không ta? Đây. Cũng như là bên này là cái giếng nước. Thì ngày xưa là ông bà cô chú sử dụng thủ công đó là quay cái nước lên, múc nước lên rồi sẽ chế vô cái lu này. Nước này giờ nước mưa. Đó. Nước mưa này nước mưa tích tụ rồi. Rồi bây giờ đi qua cái lu này thì sẽ có một cái mái bạc ở trên tre này. Cũng là gì đưa chú. Để đừng cho lá cây được rớt xuống đó. Thì ở đây nó có cái nắp này đậy miệng hầm nè. Do hồi nãy em mới mở ra nha. Đây, cái nắp này nè cô chú. Cái nắp này là kéo đậy miệng hầm lại nè. Nhưng giờ em mở ra cho nó rộng luôn. Đó. Mọi người thấy không? Đây là cái miệng hầm hồi xưa rồi. Nhưng mà bây giờ không có cái đèn pin. Xuống được không em? Không có đèn pin xuống ngập thở thôi. Mấy bộ phim tài liệu anh em mình xem á là do là khi mà mấy anh bộ đội xuống đây là anh bơm oxy xuống. Bơm khí oxy xuống. Chắc sâu lắm ta. À cái đường hầm này là em xem ở trong cái tài liệu á là cái đường dài của đường hầm này là nếu mà tính xung quanh trong này á là gần là hơn cây hơn 1000 mét hơn mà nói chung là mấy cây số đó. Nó mét vuông là cây số. Đó. Nó không có cái kiểu là nó không có đi một đường thẳng nha anh. Nó đi lòng vòng. Yeah. Ừ, bây giờ ha, đây là miệng hầm nha cô chú. Đây nè. Miệng hầm nè. Nhưng mà ở trên này cái miệng thì nó nhỏ, tay ngụy trang mà. Xuống dưới là nó tới mấy mét vuông nè. Bữa em xem cái đoạn phóng sự á. Xuống dưới là nó có một cái chỗ ngồi nghỉ nữa. Giếng nhện luôn rồi. Thì đó, lâu rồi. Thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị, đây là cái đường hầm ha, đi anh. Nó xuống sẽ thông. Xuống dạ. Luôn. Hả? Giờ xuống luôn hả?
đầu anh xuống thử à, anh bước xuống thành đúng cái đầu hết trơn. Đừng có đập cái đầu xuống, hộp cái đầu xuống chứ nguy hiểm. À, anh bước đây nè. À, đưa máy em cầm cho. Nhưng mà có nghĩa là anh đừng có lấy thiếu oxy nha. Xuống thử nha mọi người. Nè, bây giờ là ông anh ông xuống nè. Đó. Rồi, anh đó. Ê, đừng có xuống sâu nha, xuống sâu nguy hiểm nha. Chỉ xuống đây, ông xuống ở chỗ nè. Anh xuống đó lỡ ngập oxy làm sao? Để đấy, đi, bỏ chân vô trước rồi, bỏ chân vô trước thôi. Xuống nè, phải không? À. Không thấy được mới. Đó, ngập oxy á. Chừng nào ngọt. Thôi, đi lên đây. Xuống rồi. Dạ. Xuống luôn rồi ngập oxy. Chừng nào hơi ngọt chết hết. Hai người sao lên kịp? Được. Nè, anh cầm đây. À, anh cầm đây, anh xuống đi, anh xuống đi, em xuống. Chạy xuống luôn á bạn. Giờ lỡ chơi rồi, xuống luôn. Nhưng mà cái này làm gì là phải lấy lá cây bỏ vô trước anh ơi. Chi vậy? Đợi em thiệt, nói là để thông oxy gì đó. Nè nè. Trước khi anh đi thì anh cầm mấy cành cây này anh quên cái đi nè. Thì em nhát lắm, nhưng mà ông anh ổng liều mạng thiệt. Ông đòi xuống sớm phá. Sao tao nha. Rồi đi trước đi. Bật đèn lên đi. Bữa nay đi quên đem đèn pin. Đó. Dữ quá bạn. Mũi không anh? Coi chừng thiếu oxy nha. Đó. Có khi nào xuống này. Anh gọi trước đi, anh gọi đèn đi. Rồi, thì bình thường nữa. Mũi dữ lắm á. Cái này đúng ra mình đi mình phải trang bị cái đèn pin là ngon rồi. Không có điện thoại cũng được rồi. Coi chừng sụp nha anh, coi chừng sụp đừng nguy hiểm nha. Nó cô chú. Nhưng mà vô đó em sợ thiếu oxy đó. Có bóng đèn nữa. Mở ra cháy không? Không biết ở đâu á. Trời, hiện tại giờ cái vị trí của ông anh ông đứng cách em là phải gần 5 mét rồi nha cô chú anh chị. Tại em zoom màn hình đó. Bây giờ em với anh phải cách nhau 5 mét chưa? 5 mét rồi đó ha. Đây lên đó hả? 5 mét rồi đó. 3 mét hả? Dạ dạ. Xuống luôn thử coi. Nhưng mà an toàn nha anh, an toàn nha anh. À, ghê quá. Anh xuống luôn kìa. Thiếu oxy không? Chút chưa? Ngập không? Không, chưa mà. Sao em nhát mà. Rồi xuống đi. Rồi, em xuống luôn hả? Có gì hai thằng bò lớn. Rồi, em xuống luôn. Đây có cái hang chủ cái gì không? Dạ. Dạ em xuống luôn nha cô chú anh chị ơi. Xuống đây không được của mình. Dạ. Rồi, bước vô đây. Rồi anh xuống đây, em xuống nữa, anh xuống đây em mới xuống được. Rồi, có cái cây bước xuống từ từ. Đống đèn nó mở không cháy hả? Nãy chơi nó mở, mình sao mở được. Ừ, đây đường hầm, ở trong này đang đắt không rồi ta. Em tưởng đâu xây chứ bằng đắt không anh ơi. Ngọt quá mày. Thôi đi lên, đi lên. Đi lên, xuống, nguy hiểm. Xuống nữa đi. Xuống nữa hả? Ừ. Rồi rồi. Coi đó, tình hình nó sao? Em sợ quá. Bây giờ em xuống tới đây là 10 mét rồi đó mà cô chú anh chị ơi. 10 mét rồi. Ừ, có cái cây mẹ cái cây là mưa gió được nè. Anh quay cái đèn qua cho em quay em thấy cái anh đây. Ủa mày đâu rồi? Mẹ. Thôi đi lên anh ơi, nguy hiểm quá anh ơi. Sao bật đèn lên? Nguy hiểm quá. Xuống đi nữa đi. Hả? Rồi. Em sợ chết dữ lắm. Thôi đi lên mình dẫn cô chú đi miệng hầm trên được rồi anh ơi. Bữa nào mình đem đồ nghề theo đi. Để xuống. Rồi ổng liều ghê, ổng đi xuống nữa rồi kìa cô chú ơi. Hai anh em xuống đây là đi tới đây là gần 200 mét rồi nha cô chú anh chị. Anh quay cái đèn cho các em cho nên em quay mình thấy anh cái anh. Đó. Bây giờ là xuống đây cũng sâu lắm rồi mọi người ơi. Vậy rồi chưa mà. À, anh quay ngược chứ lên em á, để em quay nhìn thấy anh em mình nhìn thấy nhau. Đó. Cái đường hầm này cái chiều cao thì nó qua khỏi đầu một tí xíu thôi anh. Nhưng mà nó đào theo hình cái chữ này, chữ gì? Vòng cung á, vòng cung ha. Nhưng mà xuống này đi từng bậc thang. Nè cô chú. Ngập thở không? Nực ghê luôn á. Vô đây không có gió mà. Nè cô chú ơi. Vì mà ngày xưa người ta chui xuống thì trốn ta. Rồi. Để sao thở nè. Rồi anh có dám xuống nữa không? Ừ. Giờ chạy xuống chạy lên. Đây cô chú. Nè.
Bây giờ mình xuống tới đây là được mấy trăm mét rồi anh? Đây là đường hầm nha cô chú anh chị. Anh ơi, anh quay ngược cho lên trên em đi để hai anh em mình nhìn thấy. Anh quay ngược cho lên trên này nè để thấy ánh sáng á. Đó, đó ông anh đó. Dữ quá bạn. Anh liều quá hả? Trời ơi. Thôi đi lên em sợ quá. Dữ quá. Xuống đây không phải như bình thường mọi người. Nói chung là hai anh em. Ây da. Ây da. Ngọt luôn á. Từ từ cái này. Hai anh em mới đi được á. Có mấy trăm mét thôi mọi người ơi. Không dám đi nữa. Quỳ người nghe. Thấy mình thở không? Thở ghê luôn. Giờ không có đường lên nữa. Rồi hai anh em lên rồi nha mọi người ơi. Nguy hiểm quá trời luôn. Nè, nhảnh đẹp lên. Lấy chung lấy là anh, ơi. Anh bước lên bực đi em mới lấy được chứ, em lấy sao tới. Bước bực nữa. Lụng quá. Không xuống được. Đâu, anh bước lên cái cành rễ cây đó. Hồi nãy em đi bằng cành rễ cây á. Đó, giờ lên. Nói chung là hai anh em chỉ mới đi được mấy trăm mét thôi, quay ngược chứ ra không dám đi nữa cô chú anh chị ơi. Xúc hết mồ hôi luôn. Mấy anh em đi. Mấy trăm mét thôi. Rồi thôi đi anh ơi, bây giờ gì đi. Anh em mình dẫn tắt cô chú anh chị đi ở phía trên miệng hầm đi. Rồi mình dẫn qua cái thông bên hầm bên kia. Chứ giờ ngừng cái lên thở. Chứ giờ nếu mà hai anh em mình chui qua bển chắc hồi vô đứt bóng chổng luôn á. Thôi bây giờ gì hết cô chú anh chị. Hai anh em mời cô chú anh chị là đi phía trên miệng hầm, rồi em sẽ dẫn qua cái thông hầm bên kia. Chứ cái đường hầm này nó lòng vòng tới mấy cây số rồi. Mà anh em đi mới có mấy trăm mét thôi, cảm thấy ngợp khí oxy là hai anh em chui ra rồi. Rồi đi anh. Nghĩ gì vậy? Dạ. Giờ là em mời cô chú anh chị là hai anh em đi phía trên đi cô chú. Cái miệng hầm ở đây hay là cái chỗ chui xuống hầm. Thì bây giờ là cái đường hầm thì nó sẽ có một cái sơ đồ như vậy nha cô chú. Em nói sơ bộ qua cô chú anh chị sẽ nắm. Cái đường hầm thì hiện nay trong này là cô chú anh chị thấy cái vườn cây ha. Thì cái hầm đi đến đâu là ở trên này nó sẽ có một cái đường bê tông nhỏ nhỏ thôi. Vừa một hai người đi thôi. Nó là thông ra ngoài kia luôn. Nó có cái đường bê tông. Nhưng mà ngày xưa là nó vẫn là đường đất. Sau này là bên Hà Viên cải tạo là làm cái mảng bê tông phía trên để cho anh em đi tham quan đó anh. Tại vì hai anh em mình có sức khỏe mà xuống dưới đi có mấy trăm mét là chịu hết nổi rồi, đừng nói xuống mà đi mấy ngàn mét. Thì bây giờ thôi mình đi một đoạn ngắn thôi, mình tắt mình mời cô chú anh chị vô miệng hầm luôn đi. Cũng đứt hơi luôn mọi người. Thì đây là ngày xưa đây là cái nhà cổ, ngày xưa thì nhà tre, cái nhà làm bằng tre nha cô chú. Theo cái phóng sự á, ngày xưa là bằng tre, giống như nhà bên đây nè anh, để hai anh em mình qua đây. Đây, ngày xưa là nó nhà tre gì nè cô chú. Đốn mấy cái tre á, mấy anh bộ đội đốn mấy cái tre gì làm. Nè. Nhưng mà cái nhà này giờ là hư hết rồi. Đây ngày xưa là nhà tre gì nha cô chú. Thì sau này á là cái nhà nó xuống cấp quá. Thì bên Hà Viên Nghĩa Trang có cải tạo lại. Cải tạo lại làm ở trên cái máy ngói. Rồi cũng có sửa lại đó cô chú. Chứ ngày xưa nó bằng tre gì nè. Là để mấy anh bộ đội ở. Mấy cái này là ngày xưa đựng nước hay đựng gì anh? Gạo á. Cái này xưa đựng gạo hả? Cái này giờ là quý lắm á. Trong này là vẫn có người canh gác nha cô chú. Hai anh em mới vừa sinh. Đựng gạo, đựng nước, đựng cá. Cái này là ngày xưa đi nôm cá vậy nè. Cái này là hình mẫu thôi chứ. Rồi đi đó, ngày xưa đi nôm cá đó. Nôm bự lắm. Thì bây giờ mình mời cô chú vô đây. Ở đây giờ thì thiết kế là rất là khang trang anh ha. So với cái tài. Vô là những cái cặp gỗ gì nè. Cặp gỗ này nhưng mà ở trên là bằng tre luôn. Tre như thế này nè. Đang che bằng đất rồi bền đất lên. Rồi sau này bên Hà Viên mới cải tạo lên là bằng nhói. Còn mấy cái trụ này trụ ngày xưa. Nhưng mà ngày xưa em xem tài liệu á, mấy cục cây chân này á là nó nằm mấy đất luôn. Sau này bắt đầu mới cải tạo lại. Thì em mời cô chú anh chị trong cái nhà này thì cũng cải tạo lại hết rồi nha cô chú. Đây, vô đây. Xem những đồ nghề ngày xưa ta dùng. Đây ly phải không? Ly này ngày xưa uống trà mấy chú uống trà. Giống như là mấy cái này là quý lắm nè. Cái này là ngày xưa đựng gì, giống như là bột ngọt rồi này kia, muối đồ nè cô chú. Đó. Nuôi cái mẻ. Đó, nuôi cái mẻ đồ nè, mấy cái thố nè.
Thì nói chung bây giờ nhiều lắm, mình quay thì đoạn video nó quá dài, mình tóm tắt cho nó gọn tí đi anh. Hồi nãy là cái miệng hầm đi xuống ha. Bây giờ mình qua bên đây là cái thông hầm đi. Mình tắt qua cho nó lẹ đi anh. Để anh quay rồi có chén chén cửa ngày xưa không? Cái này chắc ngày xưa anh ơi. Mấy đồ thờ mà. Rồi đi anh, đem đi qua đây, đoạn video hơi dài quá, đi qua miệng hầm nè. Đây. Đây là cái miệng hầm đây. Dạ, tại cái miệng hầm thì nó nằm ở trong cái nhà này luôn. Ủa cái miệng hả? Nhưng mà cái phần ở trên này là sau này cải tạo lại nha, ngày xưa bằng đất. Sau này là cải tạo là lót gạch tàu. Đó, cái miệng hầm. À. Ngày xưa là ở đây là một cái miếng tre đậy lên thôi. Cái sau này là làm bằng miếng đậy này lên cái này. Nè. Anh mở đèn lên đi anh. Đó. Cái này là em hồi nãy chui ra đây hả? Đó, chui ra đây, nhưng mà nó đi vòng nó mới qua đây, nó phải đi qua thẳng đâu đâu nha anh. Nó đi tới mấy cây số rồi. Mọi người thấy không? Nè. Giờ đây không dám xuống đâu. Đó. Xuống ngộp lắm mọi người. Thì đó thôi trời. Mình cứ tóm tắt gì mình gửi đến cô chú anh chị thôi. Anh ha. Và anh đóng cái miệng hầm này giùm em đi anh, để lỡ ai gơ chứ. Thì video đến đây hai anh em xin kết thúc video. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị video clip tiếp theo. Hẹn cô chú hôm nào đi, anh em của em trang bị đầy đủ đồ thì anh em mình sẽ đi xuống dưới, đi theo hết đường hầm luôn anh ha. Hy vọng là video ngày hôm nay được cô chú anh chị comment để lại phần ủng hộ, bấm một đăng ký, một like chia sẻ cho anh em thì bằng ngày xưa. Thì hai anh em mình tranh thủ ngày nào đem đèn pin theo nè, đem nước uống theo nè, rồi có thể là mình đem cái đồ thở oxy theo luôn đi. Đem cái quạt. Dạ, cái quạt điện, ối quạt sạc pin á. Ướt mồ hôi luôn á nha cô chú anh chị. Xuống dưới thở rồi mọi người thấy. Dạ, em chào cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị thấy video quý nghĩa cho em xin một like, đăng ký, chia sẻ. Em chào tất cả cô chú anh chị ạ.